Hello, xin chào các bác. Chào các bác đến kênh review đồng hồ chính hãng của Sashimi Authentic. Hôm nay thì em gặp cho các bác một chiếc đồng hồ đến từ dòng sản phẩm Seiko Precept và đây là một chiếc có thiết kế khá là hay. À, anh em nhìn thấy là cọc số chiếc đồng hồ này chúng ta sẽ được làm cọc số học trò. Một trong những thiết kế đồng hồ Seiko Precept sử dụng cọc số học cực kỳ hiếm trên thị trường thời điểm tại. À, chiếc này chúng ta sẽ sử dụng bộ máy là 6R15, một bộ máy cũng được đánh giá rất là cao của thương hiệu máy 6R đến từ nhà Seiko. Uh, chiếc này thì uh, giá cái mã sản phẩm của các em nó là SARX039 một chiếc phiên bản nhập nội địa anh em nhé và thời điểm này thì bên em đang bán chiếc đồng này mức giá cũng rất là dễ chịu chỉ 7 triệu trăm đồng cho anh em thôi à, uh, nên anh em đang tìm kiếm một chiếc nào đó có thiết kế nó khác biệt hơn một chút có cái cọc số nó được làm theo kiểu cọc số cho mềm mại tinh tế và khá là nghệ thuật thì chiếc đồng này sẽ chọn tốt hoàn nào cho anh em hơn nữa thì sai mặt của chiếc này thì nó chỉ lanh quanh khoảng 40 mm cực kỳ dễ đeo một chiếc hàng qua sử dụng độ mới rất tốt và mức giá bán chỉ 7 triệu 7 phải nói được độ giá bán quá tốt trong một bộ máy một chiếc đồng hồ sử dụng máy 6 r 15 rồi trước khi đến cơm chiếc đồng hồ trong video ngày hôm nay thì chúng ta mong em dành một chút thời gian khoảng 12 giây thôi người nút đăng ký kênh ở phía dưới video ấn của chuông bên cạnh để khi bên em ra video đồng hồ mới thì YouTube sẽ thông báo cho anh em từ đó anh em không bỏ lỡ bất kỳ chỗ nào mà em cung cấp nhé không mất giờ anh em nữa chúng ta chỉ hơn với chiếc Seiko Presage SA đấy 039 trong video đồng hồ ngày hôm nay. Chiếc SRX039 hôm nay em tự bác là một chiếc hàng qua sử dụng về độ mới em đánh giá chiếc đồng này về độ mới còn rất là tốt anh em mua thì không phải làm tăng còn rất là đẹp độ mới phải lên đến 98 99 phần anh em rất là tuyệt vời thân vỏ dây làm hoàn toàn từ chất liệu thép không kỳ 36 l dây thép đúc khóa thép đúc một cái khóa thiết kế vô cùng tiện lợi của nhà Seiko đáy sau của máy giúp anh em quan sát được chuyển động của máy bên trong à, chiếc SRX này khi mà nhìn vào em này thì khá là ấn tượng với phần cọc số cọc số được làm màu trắng nổi bật trên nền mặt màu đen và đây là một cọc số học trò được làm phong sự rất là nghệ thuật phải nói cũng rất ít những mẫu đồng hồ Seiko Vsep mà sử dụng cái phần cọc số này anh em nhé cho nên là khi mà chúng ta nhìn vào thì cảm giác khá là bắt mắt đẹp và hơi hướng gì đó khá là lắm em này thì với trọng lượng ở mức vừa phải khi mà cầm trên tay rất ổn áp và nếu mà anh em đeo đồng hồ trên tay thì biết lách like của máy hay là hoạt động cổ tay với cánh tay của chúng ta rất là tuyệt vời không bị ảnh hưởng quá nhiều à, thiết kế đẹp nhẹ nhàng tinh tế ba kim một lịch phù hợp anh em văn phòng công sở hoàn thiện thì với một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Seiko hoàn thiện thì phải nói là rất là sắc nét rồi không phải quá lăn tăn với độ hoàn thiện của chiếc đồng hồ này đẹp anh em nha à, nhìn rất nhẹ nhàng đơn giản thôi nhé mà rất là cuốn hút với cái phần cọc là, học trò này nhìn phông chữ làm rất là nghệ thuật hơn nữa cái màu trắng tương phản cực kỳ dễ xem giờ à, về kích thước thì chiếc này chúng ta có xe mặt cũng lanh quanh ở mức 40 mm thôi và độ dài mặt số chiếc này nó khoảng tầm 12 đây trên là với anh em tay từ 15.5 cm lên là anh em có thể đeo rất ổn áp về tình trạng thì chiếc đồng hồ này chúng ta thì còn lại mình đồng hồ thôi anh em nhé không có hộp đựng và khi mà anh em mua thì bên em sẽ tặng một đựng nhỏ nhỏ nữa để anh em thể cất đồng hồ khi mình không sử dụng để trên bàn để an tâm hơn ưng ừ, phết lại nhìn rất là nhẹ nhàng tinh tế chất ưng còn là đeo lên tay rất là hay đấy à, đấy là về cơ bản nhá còn về giá bán thì em đã nói thôi trước này chúng ta có mức giá bán chỉ là 7 triệu 7 thôi một mức giá bán quá tốt cho một chiếc sự đồng hồ đến từ Seiko Precept và sử dụng bộ máy 6R15 của máy rất là chất lượng à, đến đến kia thiết kế mặt số trước này thì em sử dụng kỹ anh em nhìn một chút chiếc này chúng ta sẽ có mặt số được làm màu đen và cái vân mặt của em này thì anh em nhìn thấy là nó sẽ hữu phần vân mặt số được làm dạng vân vải rất là mềm mại tinh tế có cái nét sần sần thì này rất là hay và khi mà anh em nhìn nghiêng góc các, các cạnh để xem mặt số nó rất là đẹp nó không bị quá là nhàm chán như mặt vân trơn mặt số tông màu đen cổ điển thôi nổi bật thì chúng ta các thông tin hiển thị đều được làm màu trắng như là vành antarim cho phút ngoài cùng này trên cô nó chia rất là tỉ mỉ từ số được 05 đến 60 ở đầu các câu số này Tiếp theo nữa là phần làm bên trong chúng ta có logo trên cô góc 12 giờ, góc 3 giờ chúng ta sẽ có một cái link ngay. phía góc 6 giờ là dòng chữ automatic tức là máy cơ tự động lên cốt. Cọc số thì anh em thấy cái phông chữ làm rất là nghệ thuật và cọc số cũng được làm nhỏ gọn tạo cái nét thoáng đạt trên phần mặt số. À, góc à, bộ kim thì thị chúng ta sẽ kim dây thanh mảnh trôi mượt mà và kim chúng ta sẽ làm màu thép và đôi kim chúng ta sẽ có hình bán nguyệt kim giờ và kim phút được làm dạng kim thon dài à so đánh hẹp được làm dạng kim lá liễu và sẽ được làm màu trắng sứ rất dễ nhìn chiếc này mà anh em kể cả mắt kém chút để xem giờ rất là dễ với cái kim và cọc số làm màu trắng nổi bật với cái tông mặt màu đen như này với dưới góc 6 giờ chúng ta dòng chữ Japan đây là một chiếc sản xuất và tại Nhật mà máy 6R15 và bên này chúng ta có mã của phần mặt đồng hồ phải nói chiếc hồ rất đẹp kính xa phiên khối chống sức anh em hoàn toàn yên tâm trong trình sử dụng chứ không một kính ta có bất kỳ đề gì đỉnh bên rồi bên ngoài chúng ta sẽ được đánh bóng thân càng trên dưới chúng ta sẽ hoàn thiện được phía trước cạnh bên chúng ta đánh bóng thiết kế càng hơi cong vào đeo ôm tay hơn càng này thiết kế khá là quen thuộc của dòng Precept núm chỉnh có logo chữ S của thương hiệu Seiko và cái núm này cũng làm cái núm rất là đẹp với núm big Ground. Đấy, thao tác rất là dễ dàng tiện lợi anh em nhé đẹp nhỉ nói càng nhìn lại càng yêu chiếc này đấy về độ mới thì em sẽ zoom cho anh em nhìn một chút này cái hình benzo này đánh bóng này độ mới còn rất tốt con này thì gần như không thấy vết xước nào đấy kể cả vết xước phải lông mèo cũng rất ít luôn một hai vết thôi rất ít và rất nhẹ không cân bóp không trước to càng trên này độ mới rất tốt càng dưới này cái này về độ mới anh em không phải lăn tăn đâu. Càng bên cạnh này, thành bóng này độ mới rất hoàn hảo. Một vài cái chấm chấm nhẹ phải lông mèo siêu nhẹ thôi, không ảnh hưởng quá nhiều. đúng chỉnh của logo của Seiko. Và bên này chúng ta sẽ thấy là cái độ mới của phần đùm bên này cũng rất ổn áp. Bộ dây đi kèm chiếc đồ này chúng ta sẽ dây thép không gỉ đúc đặc và chúng ta có năm mắt dây thì thiết kế dây này rất là thương, quen thuộc của, dây của Seiko Preset rồi. Trên phần dây chúng ta có một vài vết sức nhẹ và dây có ba mắt đánh phía trước hai chỉ được làm phê bóng. Đấy, phết nhá. Mắt dây khá là thoải mái khóa một cái khóa thép đúc và anh em thấy cái khóa này chúng ta có logo Seiko dập ở uh, đây và cái khóa này rất là tiện dụng <laughs> chúng ta đóng lại nhưng mà có mắt dây đấy rất là gọn gàng và cực kỳ dễ vệ sinh khóa này rất mới đây là cái khóa rất mới của thương hiệu Seiko nhá đó anh em thấy rất là ổn áp về cái độ mới thiết kế đẹp dễ đeo rồi kích thước chúng ta đo thử một chút này trước này thì có sai mặt của em nói là 40 mm thôi rất là vừa vặn, xài quốc dân đấy nhá dài mặt số của anh này là 12 và lắc tô lắc 47,5 thì với cái thông thông số kích thước như này thì tay anh em từ 15.5 cm anh em phải đeo đẹp trước này đó ví chỗ tay của em là 15.8 này khi mà em đeo lên tay anh em thấy đeo vừa khít cái khít luôn rất đẹp rất vừa phải trên cổ tay không quá dài và và cái mắt dây chiếc đầu này thì nó sẽ đủ cho tay anh em khoảng 19-20 Nói chung là cái mắt dây đầy đủ hết không thiếu mắt nào đâu và tay lên tay 15.8 cực kỳ vừa bạn anh em như tay của em ấy khoảng tầm 17 cm là chu vi tay cực kỳ lý tưởng để anh em đeo chiếc này Đã, tông màu trắng đen tương phản rất dễ nhìn rất dễ xem giờ và cổ điển cực kỳ dễ đeo từ người trẻ trung và lớn tuổi chúng ta đều có thể đeo được tại sao chiếc hồ này chúng ta thiết kế đáy hở máy để giúp anh em quan sát được chuyển động máy bên trong thì ở trên con vang này anh em sẽ nhìn thấy là chúng ta có logo Seiko Seiko Tham bộ máy 6R15D 23 chân kính tần số động 21.600 tích có tối đa của này 50 tiếng máy in house được Seiko sản xuất và ráp tại Nhật. Bên này chúng ta có logo Seiko, mức xuống nước 13 tương đương 100m, kính sapphire. Chúng ta có phần thân uh, vỏ làm thác công nghỉ, mã máy, mã phần cây back, Chúng được được Nanti magnetic chống từ, make Japan sản xuất và ráp tại Nhật. Đấy, thông số đáy máy với máy 6R15 là thiết kế design ở mức ổn, dễ nhìn, hoàn thiện tốt, phần thớ sắc nét. Bộ máy của chúng ta thì nổi tiếng là bộ máy hoạt động mượt mà, bền bỉ và ít lỡ vặt. Anh em hay gọi là bộ máy châu bọc kéo đến từ thương hiệu Seiko máy sẽ đầy đủ chức năng từ lên có tự động lên có bằng tay dừng kim dây chỉnh giờ chúng ta mở hai nấc chỉnh giờ kim dây sẽ dừng lại giúp anh em chỉnh giờ chỉnh sát từng giây đồng hồ lịch ngày anh em vặn góc 12 giờ nó không nhảy lịch thì đây đang giờ buổi chiều rồi đây em để mức 5 giờ chiều đóng lại kim dây chạy bình thường chỉnh lịch ngày anh em mở đúng ra một nấc đấy bạn xuôi kim đồng hồ ta chỉnh lịch ngày sau chỉnh giờ lịch ngày sau anh em đóng lại kiểm tra cẩn thận tránh bờ đúng nước vào mức trong nước của em này là để em quên tự nhiên lại quên cái thông số chống nước của em này 13 anh em nhé tức là 100m thì có động thường ngày anh em đi mưa rửa tay và rửa xe rất thoải mái chỉ lưu ý với anh em là không mang ra đi bơi tắm tắm lạnh và tắm sông hơi với mức giá bán cực kỳ dễ chịu chỉ là 7 triệu 700 000 đồng nếu anh em mà thích chiếc này có thể đặt hàng với lại sashimi authentic thông qua số điện thoại em để phía trên màn hình hoặc các thông tin liên hệ em đầy đủ hết dưới phần mô tả của video khi anh em gọi điện nhắn tin em sẽ tư vấn kỹ hơn cho anh em về dòng sản phẩm này nhé cảm ơn anh em rất nhiều theo dõi vấn đề của sashimi authentic xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những giờ đồng hồ tiếp theo